gian qua mẹ có lỗi với con lắm, nay mẹ xin lỗi con. Có gì đâu, cái đấy thì sao mà tránh được bây giờ. Mẹ cứ về nhà mẹ ăn cơm đầy đủ rồi được không bây giờ. Đúng là mẹ mình làm gì đấy, nhưng mà trưa nay mẹ không ăn cơm, mới trứng này gọi là. Thế mẹ làm gì? Mẹ đi trứng ăn sao ấy mẹ? Nãy mẹ ăn vậy, mẹ đi nó lấy trứng về mà. Lấy trứng về làm gì? Không biết là cho đồ ăn là sao ấy. Chưa nay mẹ nói. Vậy từ để vì từ hôm qua mẹ không ăn uống gì, hôm nay về chưa nay mẹ không ăn uống gì, không biết là mẹ có ăn ở nhà thím bên nhà của chú bên kia không? Nãy thì bây giờ mình thấy mẹ mình mua trứng về được. Mong là mẹ ăn nha bạn. Không biết mẹ làm đồng trứng ăn sao ấy. Mong là mẹ ăn các bạn ạ. Bởi vì mẹ mấy hôm nay không ăn uống gì ấy. Lòng ăn các bạn ạ. Đây mẹ bạn ạ. Nghe là bọc sọng rồi. Con lắm, nay mẹ xin lỗi con. Có gì đâu, cái đấy thì sao mà tránh được bây giờ. Mẹ cứ về nhà mẹ ăn cơm đầy đủ rồi được không bây giờ. Mẹ cứ ở nhà thôi, bây giờ xuống đấy làm gì, bây giờ xuống đấy ai nó không canh cho mẹ ăn đâu. Thì mẹ từ mẹ ngày hôm mẹ mới về mà. Có gì thì mẹ ăn con đổ phá cho mẹ. Con nào mẹ không có mẹ thế luôn mà mẹ thương lắm ấy. Con có thể nghĩ gì đến đâu. Lúc mẹ nói thì bực hơi, mẹ nói xong con thấy mẹ xuống kia, con muốn bảo mẹ về nhà mẹ cùng bọn con, nhưng mà thấy mẹ hùng con bê cơm mẹ hát tủ thế là con chả nói nữa. Mẹ bực thôi, mẹ về đi bài hôm thôi, mà mẹ thương các con chứ sao mẹ bỏ được cháu của các con được. Thế con cảm ơn mẹ nhá. Đây thì con ăn trứng gà này. Vâng, để thì con ăn. Mẹ bực bố chứ mà các con mẹ mình thương các con thì có lỗi với mẹ, với bố thôi. Bố cũng có lỗi đâu ạ, bố thấy là trước mẹ đối xử con như thế, bố nói gì đấy mẹ? Gì mẹ? Mẹ đang bảo là con với con dâu về. Mẹ nói thế thôi mà mẹ thương các con lắm ấy. Sao không mà không mẹ không nói vậy, bây giờ đến giờ mẹ mới nói như vậy. Mẹ bực bố mà mẹ nói thế. Các con sao mẹ để ra sao mẹ bỏ được các con. Mẹ bực bối là từ trước sao mẹ cứ bắt thẳng lên làm cái này cái nọ, bây giờ mẹ mới nói như vậy. Thế trước mẹ không như vậy đi. Bây giờ sẽ bao nhiêu lại ra là bây giờ hàng xóm người ta đồn thổi bao nhà mình. Thì từ trước đến nay không có một cái mang tiếng gì. Mà vì bố áp lực mẹ quá mẹ mới làm như thế. Chả phải vì bố đâu, mẹ là tự thế rồi. Trước bố như thế đâu, bố hiền như thế làm gì còn việc gì. Bây giờ mẹ thấy có lỗi chưa? Giờ mẹ xin lỗi các con đây nè. Có cái gì thì bỏ qua cho mẹ nha. Có cái gì đâu, bây giờ mẹ với bố làm lành rồi mà bọn con mới vui được chứ. Bây giờ mẹ với bố lại ghét nhau như thế. Nhưng mà mẹ với bố ghét nhau thì bọn con thấy có lỗi chứ. Cũng là do con mà ra.
xuống kia, bây giờ mẹ về mẹ ở nhà đi, không phải dưới kia nữa. Bây giờ mẹ cứ ở dưới đấy làm gì, mẹ cũng về ở nhà ở đi, ăn uống không ăn uống đi, bây giờ lấy đâu sức mà làm, cứ ngồi dưới đấy. Bố có xin mẹ một câu nào đâu, mẹ vài hôm là mẹ không về, con đừng lo cho mẹ đâu. Bố làm gì đâu mẹ, vì mẹ mà ra bố như thế chứ. Bố hiền từ ngày xưa, bố có làm gì đâu, bố chửi ai đâu. Không mẹ, bố thấy mẹ như thế với Thảo bố sao mà chịu được. Thật ra tính nó lại khác chứ. Hay làm cầm hay nói chứ. Nói nhưng mà chứ từ ai mà ra chứ, mẹ phải biết là mẹ từ ai ra chứ. Không vì mẹ thì sao bố như thế được. Mẹ không ấy như thế với Thảo thì sao mà bố ấy được. Nói mãi mẹ mày có nhìn được đâu. Mà được chứ. Chả biết kiểu gì bây giờ. Đấy, chúng đi ăn đi để cho bồi bổ cháu. Ừ. Mẹ thì cứ đi qua ăn lại, con con đang hơi mệt. Mẹ xuống đây kia mẹ ăn. Kia mẹ ở mẹ. Mẹ ở nhà đi, mẹ xuống đấy làm gì. Ngày hôm mẹ về, đi đâu đâu. Mẹ thấy có lỗi rồi mẹ về thôi chứ làm sao? Mẹ không ăn uống gì, không biết mẹ ăn ăn gì chưa? Anh tưởng mẹ mới về rồi. Chứ anh Hoan cầm máy quay anh quay. Giờ mẹ tự ăn rồi mình lại lo, bây giờ mẹ lại cho mẹ ăn. Thì biết đâu mẹ suy nghĩ lại, ở bên mẹ thấy có lỗi với em, mẹ nên xin lỗi. Thì đấy. Chứ mẹ không ngoài còn nghe đến thì sao? Chả sao của mẹ nên mẹ xin lỗi cho mẹ biết lỗi của mẹ rồi. Biết thì sao được. Biết đâu mẹ ở dưới đấy mẹ cảm thấy mẹ suy nghĩ được, mẹ suy nghĩ lại sao? Suy nghĩ lại thì mới hôm qua mẹ còn đổ vào bát cả đũa. Hôm nay mẹ lấy một trứng cho mẹ ăn thì thấy lạ không? Mày suy nghĩ làm gì? Bây giờ mẹ thấy với mình được thì mình chấp nhận thôi chứ. Bây giờ mẹ đối xử với mình thế thì mình đối xử lại thôi. Anh trách mẹ đâu, nhưng mà anh bảo anh thấy lạ chứ anh bảo gì đâu. Em chẳng thấy lạ gì đâu, anh cứ suy nghĩ đến tình mẹ anh cái gì đâu nhở? Ăn đi. Đang thấy mệt. Sao? Sao gì? Thì bây giờ mẹ suy nghĩ lại, mẹ nên xin lỗi mà anh không thấy nghi ngờ à? Nghi ngờ đâu, anh bảo lạ. Anh Hoan còn bảo lạ, anh Hoan còn chạy ra, anh Hoan cầm quay lại nè. Lạ chả có gì lạ, mẹ anh cũng mẹ ai đâu. Anh nghĩ gì? Thì mẹ hám lại cái trứng à? Anh bảo lại đâu? Sao em nói chuyện kiểu gì ấy? Xem mẹ đâu rồi? Hả? Mẹ xuống chưa? Mẹ đã đang ở nghe. Các bạn đã không biết là hôm nay mẹ như thế nào các bạn ạ? Vẫn vào đây. Các bạn ạ, thì là mẹ mình với bố mình bây giờ là đang kiểu là tức nhau ấy. Bây giờ bố mình là cũng không được. Nếu là bố mình thì bây giờ thì ngày xưa từ xưa đến nay là không hay chửi nhau với mẹ đâu. Đấy thì ngày xưa là bố mình hiền lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên là mẹ bố mình bây giờ là nóng tính lắm. Không biết là mẹ vì mẹ hay mẹ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là vì mẹ kiểu là cứ như thế là mang tiếng này, chỉ vì ngày xưa đến giờ nhà mình không hiểu có cái chuyện gì mà để cho ra đến hàng xóm người ta đồn thổi với nhau ấy. Thì bây giờ là để cho bố mình, chắc là bố mình nghe khó chịu hay là bố mình bây giờ thấy mẹ là chửi ấy, nọ đi đánh ấy bạn ạ, thì chỉ lo mẹ mình ở nhà thì tí bố mình về mà bố mình không ở nhà thì sợ bố làm gì mẹ ấy, các bạn ạ. Bây giờ mình không dám đi đâu nữa các bạn ạ. Thôi bây giờ mình sẽ để ý xem là tí bố về thì mình còn ấy, để ý tí mẹ bị đánh như chết đấy các bạn ạ.